Xin chào cả nhà nha. Thì theo yêu cầu của mấy anh em kêu quay lại cái giàn mai của mình nên hôm nay mình quay lại cái giàn mai của mình. Thì mai này lúc hổm mình bứng ở trong cái vườn chuối mình có quay là ăn lòng bò nhúng mẹ với năm lợi với 1 tí thì nay mình trồng nhánh nó lên được vậy nè. Cây này thì đáng lẽ nó cũng lên cao lắm mà bò nó cạ cả nhà, nó bị gãy nhánh. Gãy nhánh đây. Nhánh đây nè. Tại ở đây mình trồng ngay cái đường này nè. Mình không có dừng lại nên là bò nó cạ dữ lắm. Nó bị gãy nhưng mà giờ nó cũng phát triển được rồi nè. Thấy cũng được rồi. Còn cái này thì nó cao ở trên. Bò nó không có cạ được tại vì bò mẹ là người ta dòng hết đó mà. Ta có thả bò con không à. Bò con thì nó cạ được dưới thấp chứ nó không có thả cạ trên cao này được. Tàn ra xum xê vậy nè. Cái này mình trồng được 7 tháng rồi. 6 tháng chứ. Khi mà từ hồi mình bứng tới giờ là 7 tháng. Nhưng mà mình trồng mình để 20 mấy ngày mình mới trồng. Giờ nó phát triển. Cái này cái nhánh nó lên nè. Đó mình cắt phôi nó lại cả nhà ơi. Hồi đó trước khi mình bứng thì mình tính để nguyên cây luôn, mình đem ra mình trồng. Mà trồng ở ngoài đây thì nó trống gió dữ lắm. Nên nó là cái bộ rễ nó yếu, mình sợ nó bị lạc gốc nên mình côn tàn lại. Mình trồng vậy cho nó chắc ăn, từ từ mình dưỡng cái đọt lại thì nó lên cao chứ không có gì hết. Cái cây này thì mình để cái tông cao cả nhà. Mình để tông cao, từ dưới lên nó nằm cỡ 1m3, 1m4. Ở đây mình mới cho rã tàn ra. Cái cây này thì cây mình bứng nha, năm lợi nè, năm lợi cho nè. Mình trồng tới nay thì nó phát triển được vậy nè. Mai này là mai 5 cánh cả nha. Mai rừng. Sau này mình mua mai con mình trồng á, mình mua mai dậu Thủ Đức. Còn cái này là mai hồi đó, hồi xưa có gì mình trồng đó. Mai này chỉ có 5 cánh thôi. Này nó hồi đó nó 2-3 nhánh mà mình cắt mình bỏ nè. Mình chừa một thân một cốt à. Phát triển rất là mạnh luôn cả nhà ơi. Cái này mình trồng nó rễ nó ra nó bám được xuống đất rồi thì nó tốt. Nè, đọt non nó nè. Nay thì còn mưa nên nó chưa có làm nụ cả nhà. Nó chưa có tạo nốt tạo gạo. Nó sơ sơ, nó còn nhuyễn nè. Chứ nó chưa có bự luôn. Nè, mới mốt nó mấy cái nách nách này là nó thành ra cái bông nè cả nhà. Nè, như cái này nè. Qua bên đây một cây nữa. Cái này thì mình cắt cái tông nó hơi thấp, chừng 5 tấc ha. Mình trồng trong cái bao nha cả nhà. Mình trồng cái bao vậy nè. Mới mốt nữa, bộ rễ nó phát triển ở trong cái bao này nhiều lên. Tại vì mình nuôi nhốt rễ mà. Cái nó ra tới cái bao này cái đụng nó găm găm xuống cái 11 nữa mình phá bầu đó. Mình phá cái bao này mình gị ra thì loại bộ đế lên. Này, cái này thì nó cũng phát triển cũng được nè. Cái này cũng bò chém cũng sức hết mấy nhánh. Thế cái lúc mới ra nó còn yếu lắm cả nhà. Cái lúc mà nó mới ra nó còn nhỏ đó. Gió dòng rồi nó dễ với lại bò cạ sơ cái là nó mới gãy. Sức nè. Dấu nó nè. Mới lành rồi đó nè. Thì sau này nay mình xịt khai quang rồi nè, mình trồng trên cái bờ này luôn thì mình trồng đã về tới trên nhà mình luôn nè, theo đường đắp đây nè, mình xịt cầm cây mình xịt khai quang hết rồi nè. Này mình trồng khoảng cách 3 thước một cây nha cả nhà. Đó, mình xịt khai quang chết rồi đó. Vậy cái mình sáng lát bên đây mình đắp qua bên đây mình đắp lại nữa là mình trồng ở giữa, mình trồng ngay chỗ cái cây đó nên mình trồng mà mai lấy đế với cả nhà, mình phải đắp ụ lên mình trồng nó mới có cái đế đẹp nha. Còn mình trồng dưới đất thì nó ăn lan ra, cái rễ nó ăn tùm lum hết đó nên là nó cái đế nó lát nó không có đẹp. Đây thì mình trồng đã về tới nhà mình khoảng 100 cây á. Đây, cái khúc này thì mình đắp ụ rồi nè cả nhà. Mình sắn lên nè. Đây mình ụp vô, đây ụp lại lát mình trồng cái mai ở đây.
Thì ngay cái lỗ này nè, lát nữa mình đổ phân bò hai bên này để cho cái cây nó ra rẫy, nó ăn xuống phân nó cho nó tốt. Đây, mình kẹt công chuyện nhiều quá nên mình làm mới có mấy chục lỗ, mấy chục ụ à. Năm nay lúa rẻ đó, rồi người ta trả ruộng lại nhà mình, lúc trước mình cho mướn mấy mẫu, giờ người ta trả lại. Rồi vụ này người ta ăn đông xuân xong, người ta bỏ hoang, cỏ nó lên quá nên mình bỏ thời gian mình đi dọn ruộng được nữa, nên mình làm rảnh ở đâu mình làm tới đó. Mình ấp đập ụ lên mà cỏ vẫn lên xanh nữa nè, chuẩn bị xịt khai quang nữa. Mấy cái này thì mình không xịt, mình để lại mình cắt cỏ cho bò nhà mình ăn. Mình trồng đám cỏ ở đây nữa nè. Đây mình trồng được mai này thì mình trồng được 2 tháng rồi nè cả nhà, mà mình chưa có làm cỏ nữa. Cỏ nó lên nhanh hơn cây mai, mai trồng mới phát triển vậy là cỏ nó lên xanh lét rồi. Mấy cái mai này là mấy cái mai rừng mình trồng hầu năm rồi, nay giáp năm nó mới lớn vậy nè. Nay mình trồng mình bỏ không, mình không có chăm sóc, không có tưới nước gì đó, một năm nó mới lớn vậy đó. Nè cái gốc nó nè. Cái này cái đọt nó lên nó dược quá đó, chắc là sợ nó tống tàn nên mình bẻ, và đó lại thăm không có cái đem kìm theo mình bẻ luôn nè, từ từ ra cái dưỡng là cái nè, chuẩn bị đâm đọt non này nè cả nhà. Đây nè, chuẩn bị ra đọt non này nè, qua Tết cho nó ra bông xong cái mình con tàn lại, mình con xéo vậy nè, mình tạo tàn thông cho nó thẳng xuống. Thì tới ăn Tết xong con tàn á, mình quay video cho cả nhà mình xem. Mai này mình đắp ụ lên mình trồng, mình không có trồng trong cái chậu, đắp ụ lên trồng thì nó không có trồng trong chậu thì nó mau phát triển lắm, nó bắt rễ rất là nhanh, nó xanh hết rồi. Còn đằng nhà mình đằng á, mình trồng trong cái chậu nên nó phát triển chậm lắm, nó phải mất cả năm rồi nó mới ra rễ được, rễ mà nó thoát ra ngoài cái chậu được thì nó mới phát triển bằng ta. Đây nè, cây này mới trồng 2 tháng nè, xanh hết rồi nè. Mình dọn cỏ không kịp, đằng vườn đằng nhà mình ăn thì mình dọn rồi mà ở đây mình chưa dọn. Cây này thì nó phân tàn rồi nè cả nhà, nó phân tàn nè. Mai này thì cái tông này 11 nó lớn lên thì chắc cũng nó cao cũng có bài tác, tại vì càng ngày càng lớn á nó sẽ đẩy cái này lên, nó cao lên nữa cỡ 6 tác 7 tác á. Ngày mai mốt thì mình rảnh mình lại mình dọn cỏ nữa. Đây nè, không đang cây nữa nè, để cỏ như vậy thì nó cỏ nó che nó dược lên nó không có phân tàn được. Rồi giờ mình đi về nhà đặng mình quay cái vườn đằng nhà đặng cho cả nhà mình xem. Thì sẵn đây mình quay mấy cái mai mà đợt đó mình xịt thuốc á, nó bị quyêu á, bị chết á, mình quay cho cả nhà mình xem luôn. Cây này hồi đó mình cũng có anh tàn vô cái nó ra nhánh á, cái mình xịt thuốc nó bị phạm thuốc 24D á, tại vì hồi đó mình có quay á, ba mình pha trong cái bình không xịt kiến, không pha thuốc không thấy đường, pha 24D mình không biết, lấy mình xịt luôn, giờ nó ra tàn không có đều, nó khúc trên đó nó bị hư hết cả, nó quyêu hết đó. Cái này để sang năm mình dưỡng nó lại nữa, con tàn lại lần nữa coi ra có đều không. Cây này cũng quanh gần 50, bốn mấy gần 50 rồi mình giờ bị như vậy nè, giờ nó đỡ đỡ rồi, nó ra lá được sau này nó bớt quyêu rồi nè, chứ đặt trong này nó bị quyêu không nè, có cây nó bị chết luôn. Đây nè, như cái cây này nó bị thuốc nặng quá nè cả nhà, hồi đó nó đang ra đọt non á, mình sợ bò trĩ ăn, cái mình xịt nó nhiều nên giờ nó bị quyêu luôn, nó không phát triển được, nó hấp thu qua cái lá cái đọt nó đó, nó bị suy luôn à.
Như cái này thì nó nhánh mà nặng quá nó bị chết luôn, giờ nó lên lại nó mọc nhánh tùm lum hết đó. Cây này nó bị khô nè, bị khô vỏ nè, vậy là bị hư hết rồi. Ở đây chúng ra nhánh khúc trên này chết luôn, có mấy cái mai đó chưa ra đọt á, mình chưa có sạch bởi vậy nó còn. Như cây này cũng vậy nè, giờ nó ra tùm điên tùm khùng hư hết rồi, nhánh này bị chết luôn. 24D nó độc lắm cả nhà ơi. Nên anh em mà mới mốt nó có trồng để ý kỹ cái bình mình sạch lại. Bình nào sạch mai rồi để sạch mai, chứ sạch lộn xộn cho người ta mượn, nhiều khi người ta sạch thuốc cỏ, sạch khai quang rồi cũng đem gì không biết, sạch hư hết. Cái này thì nó không có bị thuốc. Cái này nữa nè, cái này nó cũng không có bị thuốc nè, nó lên tàn nó mê nó rã ra. Hồi đó cây này nó cao cũng 2-3 mét á, mà nó 2-3 thân 2-3 cốt, nên mình con là mình cắt cây phôi luôn. Giờ nó lên rồi nè, nó phát triển lá bự không. Cây này dưỡng lên 2-3 năm nữa là chơi được rồi. Có cây này phân tàn đẹp nè, xanh ngu mướt luôn. Cây này là mình không có bón phân gì hết luôn cả nhà, mà nói vậy đó, không có tưới nước luôn, tự nước mưa, tháng này mưa tự nó tốt. Đây mà mình không có kéo vô nước là đây. Đây, cây này hồi đó nó 2 cây hoành 40, cái nó chung một gốc, 2 cây mà nó lên gần nhau á, sát nhau, cái mình cắt mình bỏ 1 cây, còn cây này cái mình cắt cái phôi để mình dưỡng lại là 1 thân 1 cốt, cho nó điều tàn cho đẹp. Ai dè đâu xịt thuốc giờ chết luôn rồi. Cây này hoành 40-45 nè, cái gốc này cả nhà. Gốc bự chứ phải nhỏ đâu. Cái cây này bị thuốc chết, cái giờ cái cây mà mình cắt nè, nhánh nó ra này, ra cũng chà chỏi không, mình dính chung không biết làm sao luôn nữa nè. Cỏ không, cỏ lên nhanh lắm, tháng 10 lên nhanh lắm. Mình mới lấy máy mình cắt vô đó, cắt sát hết đó, gấu mình cắt con nhà mình nó lên xanh lét, lên cỏ lên dữ lắm. Rồi thôi giờ mình lại cái vườn mai bên kia. Đây, thì cái này mình trồng được 140 cây nè cả nhà, mình trồng cách 3 mét một cây. Cái này thì lúc mà mình mua mai về mình vô bầu á, mình cắt ngọn á, là cái lô đó là mình xịt thuốc chết hết rồi, nó còn nhỏ chị không nậu chết hết rồi. Cái giờ mình mua cây về, tại vì mình chuẩn bị chậu đồ sẵn rồi, thôi mình mua về mình trồng luôn, mình không có cắt lại, không cắt ngọn nữa. Cây này mình trồng trong chậu nè cả nhà, mình nhốt rễ nó nên nó không có gặp đất, nó phát triển chậm lắm, nó phải chậm lớn hơn người ta phải 1 năm rồi á, tại vì cái rễ nó ra được khỏi cái chậu này nó mới phát triển được. Cái này thì mình trồng xuống nó chưa phát triển, nó còn còi cọc lắm. Đường nước này là mình tưới bằng nước lọc, nước cách thủy cả nhà, chứ ở đây mình không có đường nước bơm, không có kinh bơm vô tưới, nên mình tưới bằng nước lọc. Nước lọc nó không có bằng, nó không có bằng nước kinh mình cả nhà. Anh em có ruộng gần kinh trồng tưới nước kinh ngon hơn. Đây, nó cây này thì nó hơi xanh xanh chứ nó chưa phát triển mạnh. Cái này qua Tết là mình coi tàn lại, cây nào tàn thấp vậy á, chơi tông thóc thì mình để, còn cây nào mà nó bị trống chân, nó bị cao á, thì mình coi mình cắt sát cái gốc lại để cho nó thân tàn lại nè. Như cây này nó có nhánh ở đây nè, mình nuôi đó cho 1 năm nó phát triển đi, cây bắt đầu mình canh khoảng nào mình cắt ở đây để mình nuôi cho mấy cái nhánh này nó lên, nó lớn lên để nó phân tàn sát gốc. Còn mình không cắt cái ngọn này lại thì nó rút nhựa lên trên cái nhánh này, giờ cả nhà thấy nó bự hơn nhánh này rồi nè, thấy không?
Đó, như vậy á là mình muốn cây mai nó đẹp thì mình phải quên mình cắt lại, mình nuôi cái nhánh dưới nó phải lớn hơn nhánh trên mới được. Mà chưa đâu, mình nuôi một năm rồi mình mới xử lý tàn rồi. Như cây này nè, cây này nè mình để lên mà muốn nó lớn nó đẩy lên cao dữ lắm, nên nó cho nó cứng cát rễ nó ra rồi mình cắt sát dưới đây nè, cho nó nhảy nhánh khác nó phân tìa tàn lại. Nói chung là mai này trồng trong chậu là nó chưa có phát triển được nha cả nhà, nó lâu ăn lắm chứ không phải mau đâu. Ai trồng mai này trồng mười mấy hai chục năm mình có thu hoạch được, phải có bán được chứ không phải một hai năm đâu. Nên mình nếu mà ai trồng mai phải kiên trì. Mình thì giờ mình trồng cũng như trồng cho có đi, sau này con mình hưởng cũng được, biết mình sống được tới 60 tuổi không. Nay mình 40 rồi, mai này cỡ 20 năm mà có thể bán được mà có giá, chứ cỡ nằm 10 năm mười mấy năm bán gốc không có nhiêu tiền đâu, 1 triệu 2 triệu cộng thì nó cũng đều vậy thôi. Nó như cây đó nó phân tàn nữa cả nhà đó. Cây đó mình trồng phân tàn là đẹp rồi đó. Anh em mà muốn trồng cây mai mà nó phân tàn đẹp á, là cây mai một tấc, mua được cây mai một tấc trồng là trồng xuống là nó phát triển mạnh luôn, nó phân tàn sẵn luôn, mình khỏi con lại. Nó phân tàn được sát gốc vậy là mới ngon nè. Mà mình mua cái mai lớn ít có khi nào mà nó có phân tàn sẵn lắm, tại vì người ta ương người ta để nó gần gần nhau không à, nó gần quá nó đâu có phân tàn được đâu, nó cứ dược nó lên không. Như cây này nè, ở đây là một tấc cái nó mới được hai nhánh, cái nó lên đây tới đâu ba tấc nó mới có nhánh nữa, cái nó lên vậy nè. Cây này là phải cắt sát, cây này là lỡ cắt tới đây luôn, mình cắt tới đây luôn vậy chứ cái mai mà nó phát triển cái gốc, nó phát triển cái rễ bộ rễ nó rồi á, cả nhà cắt ở đây nó lên rất là nhanh luôn, nó lên cái nhánh con nó rất là mạnh, lên nhanh lắm. Quan trọng là bộ rễ nó thôi, giờ mình cứ chăm sóc cho bộ rễ nó phát triển ra ngoài được cái chậu là ngon. Tại mình trồng lấy đế, mình trồng mình nhốt cái rễ nó lại, cái rễ nó ra nè, cái rễ nó ra tới nó đụng cái này là nó chậm xuống, đụng này chậm xuống. Mình trồng 2-3 năm bắt đầu mình phá cái bầu, mình xé cái này mình bỏ cho nó lòi bộ đế nó lên. Vậy mình trồng vậy thì nó hơi lâu nhưng mà cây mai mình mốt nó có giá trị cả nha. Thì mình sang năm mình trồng luôn là nhà mình đắng thì cẩn cũng ca mẫu nữa đó. Mà chắc một mình làm không trồng liền hết đâu, trồng lần công trước đi, cái sang năm sau cái trồng nữa thì mình làm được tới đâu mình kịp tới đâu mình trồng tới đó, mình không có mướn ai hết đó, tự mình làm. Như cái này vậy là nó cũng phát triển được rồi nè cả nhà. Rồi để mình vô mình quay mấy cái mai trong nhà mà hôm mình xịt thuốc á, giờ nó cũng lấy lại rồi. Để mình vô mình quay cho cả nhà mình xem, với là cái mai mình mua đó, cái mai mình mua về mình lên chậu mình trồng á, nay được 7 tháng á, nó cũng phát triển cũng thấy cũng được lắm. Đây nè cả nhà, đây thì cái mai mình nó phát triển được vậy nè, 7 tháng cơ đọt nó ra cỡ 5 tấc 6 tấc à. Cái mai này hồi đó mình mua nó lớn quá nên giờ nếu mà mình muốn một thân một gốc mình cắt bớt một nhánh thì nó lâu lành lắm, dưỡng lâu lắm, nên thôi kệ. Mai này 5 cánh mà nó cũng không giá trị nhiều đâu, mình trồng để trước nhà cho đẹp thôi chứ cũng không bán, cũng không nhiều tiền, nên thôi kệ, để luôn, không có tàn lại luôn, để cho nó hai thân luôn. Đây nè, thì giờ mai mất thuốc mình dưỡng lại nó được vậy rồi nè, mất thuốc nó quyêu cái đọt nó lên, mình phải cọ cây dưỡng nó lại. Xấu không đẹp. Đây, như cây này vậy nè,
lá quăng quýu quýu y như đầu quăng. Năm nay có bông biết gì được, nó dày đâu, bông không bao nhiêu đâu. Này bữa hôm tới đây cái đọt cũng quýu cũng cong qua, cái mình cắt ở đây nè, giờ nó nhảy được nhánh này ra nè. Vậy mà cũng còn cái nọc nó cũng còn quýu quýu nè. Cái này thì nó được một thân một cốt từ nhỏ. Ở đó nó ra ngày này 60 nhánh mà nó lên không có đều cả nhà. Cái nhánh nào mà bự mình cắt đọt lại trước, mình cắt đọt lại mình đợi cho cái nhánh nhỏ nó lớn lên bằng. Mình cắt nó lộn xộn hết đâu. Mình đợi 6 nhánh này mà bằng nhau, bắt đầu mình con tàn lại một lượt một, mình coi ngang đây nè. Mình cho nó đều, nó dưỡng nhau, nó lên nó bằng nhau, nó không có nhánh bự nhánh nhỏ. Tới khi mình con tàn mình cắt luôn ở đây luôn. Ngang phần này nè. Dưỡng lại tầng thông, làm lại từ đầu nó. Nguyên ở đây con cây này là nó không mắc thuốc mà. Cây này hồi đó nó mình không có con tàn nữa, nên nó không có ra lá non, nên mình không có sợ bột tỉ, cái mình không có sạch. Bởi nó không có bị mắc thuốc. Với cây này nữa. Cây này thì hồi đó nó ba thanh, ba cây nó lên đứng lên. Cái mình sợ nó đứng thì nhiều nên thôi mình cắt cây này mình làm cây bay nè. Nha, thấy cái này bay đẹp không? Mình cắt nó ba nhánh mà mình cắt hai nhánh bự nó đứng, còn nhánh này nó nhỏ nó hơi nghiêng, cái mình chừa nó lại câu ra nè, tự nó nghiêng ra luôn, mình không có ghì dây gì hết đó luôn. Cái gốc nó nè, nó cọ quá trời, gốc nó bự nè, nó lên nhánh như này mình bẻ ra, nó lên đứng mình bẻ, mình chừa ra cho nó ra ra bay ra đây. Cây này năm nay ra bông chắc đẹp nè. Thôi thì giờ cái mai lớn thì mình lỡ quay rồi. Mai lớn thì mình quay tới đây thôi. Còn giờ mình chia sẻ mấy cái mai con của mình luôn cho cả nhà mình xem. Thì mai này hồi đó mình ươm ở trong cái thùng mút cả nhà. Sau khi nó được 5 lá, 6 lá thì mình ra bầu nữa. Nhưng mà cây mai con ra bầu nó mất sức dữ lắm cả nhà ơi. Để một chút nữa mình quay cái cây mai con mà mình ươm luôn ở trong cái chậu luôn, mình không có nó không có mất sức. Đây mai này thì hôm hổm anh Phước cho mình nè, mình đậu cho nó ra cái chậu lớn rồi nè, nó phát triển cũng được nè, xanh lét rồi nè. Thì mai này là hồi đó mình ươm nó được 4-5 lá mình ra bầu rồi, mình mở ương cái này bữa hôm mình đi xuống người bạn ở dưới Tân Tây Thanh Hóa Long An, mình đi xuống dưới cũng coi cái mô hình trồng mai á, cái mình thấy không có cái mai dạo đẹp, cái mình cũng xin hột được 400-500 hột gì á, về cái mình ương vô cái chậu này luôn, sơ dừa với trấu sống nương trong đây luôn, nó phát triển rất là mạnh nè, nó không có mất sức, nó lớn luôn. Đó, giờ nó lớn hơn bên kia rồi, thì mình để chung, mình để như mình không làm dấu, nhưng mà mình để mình biết ở bên đó không có phát triển bằng bên đây ương sao mà nhờ cây bự hơn nè. Mình ương vậy thì nó không lên, không có đều nghe cả nhà. Mình 500 hộp mà đó mình ương á, giờ nó lên được chừng 400 cây à. Có 100 cây nó không có lên, hộp nó bị hư. Cái cây mai giờ mình ương nó lên, giờ nó phân tàn rồi nè, nó có nhánh ra rồi nè. Mai này thì mình đem lại mé bên kia ruộng ngay chòi mình á, mình trồng bên đó. Thế này mình có ương được hai cây vú sữa dây nữa nè. Sữa này trồng cỡ 4-5 năm là nó có trái, mà vú sữa hộp nha cả nhà. Vú sữa hộp. Có ông anh chú bác mình ông trồng được hai cây trái quá trời luôn, ông cho ông lấy hộp ông ương rồi ông cho mình nè. Ông cho mình bữa hôm có một khúc mình đem về mình ương vô trong đây này, xanh tốt. Rồi,
vậy thôi clip mình dừng đây nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha.